Không, anh vẫn được xì đi, anh hát nhâm nữa, bình đẳng đi anh ha. 3, 2, 1, vô. 1, 2, 1, 2, 3. Thắng, lên. Lên. Ủa, thắng thì sao mà? Thắng thì lên chứ, mình được quyền lên. Đi lên đi mà. Đi lên. Đi lên đi mà. Chúng ta cùng Khổng Tú Quỳnh nhanh như chớp. Người mắt to và người mắt nhỏ, người nào nhìn thấy rõ hơn? Nhìn thấy rõ như nhau. Lên. Trời ơi. Lan tặng Mai ba bông. Ba bông. Hồng tặng Huệ ba bông. Hỏi Lan tặng Huệ mấy bông? Không, không tặng bông nào hết. Lên. Dễ không? Có bao nhiêu chữ xe trong câu con cua cua, con còng cưới con kiến cưỡi con cua? Con còng cưới con kiến cưỡi con cua đúng không anh? Con cuối cùng là con cua đúng không? Con cuối cùng là con cua. Bao nhiêu chữ xe? Một chữ. Không, chính xác. Sai bét, hai em làm hư rồi. Có tất cả là 13 chữ xe trong câu vừa rồi. Ờ. Câu tiếp theo. Con chim đà điểu bay cao nhất là bao nhiêu mét? Con chim đà điểu? Ô, con đà điểu đâu có biết bay đâu. Chính xác. Thú hồn chim én à. Đây là câu đố chữ. Trường Giang thích đào đất rồi chui xuống ngồi thì gọi là gì? Tôi đâu có thích cái này đâu ta. Là trường. Nếu không thích thì qua, mình mới vị trí số 1 rồi. Biết mình... rồi à, đây biết rồi ha. Qua thì trả lời không được đó, bỏ qua. Cái hố. Cái hố không, chính xác. Đây, ham hố. Đúng chính rồi. Ủa, trời ơi, trời ơi. Bé không những đẹp mà còn thông minh ủa nữa. Ủa đầu đất. Sao là thì em biết cái hố mà sao có chữ ham? Thích là ham. Trường Giang đó chị. Thích đào đất. Thích thú, ham muốn. Đây là đối chữ ham hố. Thì đào hố, chui hố ngồi là ham hố. Mặc dù tôi không bao giờ ham mấy cái tào lao đó. Biên tập chương trình này. Tới cô bây giờ cô cười cái gì? Người Hàn Quốc thường không làm gì vào đêm giao thừa. Chị không làm gì vậy chị? Biết không, biết không? Chúng ta hãy nghĩ đơn giản nhất có thể. Không ra khỏi nhà. Không, chính xác. Kệ người ta. Không đi ngủ để đón giao thừa. Câu tiếp theo. Đây là đối chữ. Chữ gì họ một đế vương thêm G vào cuối nhà hướng lên cao? Không được nhắc. Trần. Trần. Rồi gì nữa? Tại vì này hai chữ hả? Hai vế mà. À, Trần Tông. Không, chính xác. Anh Giang. Ai biết? Vương. Họ Tần. Vương. Tần. Họ Tần thêm G là Tần lên cao. Trời ơi, con bé sao nó xinh xắn mà nó thông minh dữ vậy trời. Câu này hãy lắng nghe. Có 8 muối bưởi để trên đĩa, làm sao chia cho 4 người mỗi người 2 muối nhưng vẫn còn 2 muối nằm trên đĩa? Thì cắt nó ra nhiều muối hơn. Không, chính xác. Có một đĩa 8 muối chia cho 4 người mỗi người 2 muối, làm sao vẫn còn 2 muối trên đĩa? 3 người mỗi người hai lấy, mỗi người lấy 2 cái giùm con đi. Còn cái này đưa nguyên cái dĩa cho người cuối cùng. Ủa nhưng mà em cắt ra vẫn được mà. Em cắt ra nổi vẫn được mà. Mai về nhà mua bưởi cắt nha. Mua bưởi cắt nha. Vẫn được mà đúng không? Em được nhưng mà không có đúng thôi. Quê hương điện thoại Nokia nằm ở nước nào? Câu này không chắc chắn. Phần Lan. Có sự nhắc nhẹ ở bên dưới của đội hình A, chúng tôi không công nhận đáp án nhé. Nhé nhé. Ủa? Đúng không Trinh? Dạ không, đâu nhắc gì đâu. Con không nhắc gì hả? Dạ con đâu nhắc gì đâu chú. Chúng ta xem lại khoảnh khắc của Trinh vừa rồi. Thấy chưa, ăn gian quá hà. Ở đây ông Trinh ta ghi hết rồi. Đỉnh núi Olympus được nhắc đến trong thần thoại nước nào? Lại Hy Lạp. Hả? Hy Lạp. Lên. Mì gói có trước hay sau mì ly? Có trước. Lên. Thịt kho tàu có xuất xứ từ nước nào? Thịt kho tàu xuất xứ. Thịt kho tàu xuất xứ. Hết giờ. Việt Nam. Đúng rồi, nhưng mà hết giờ rồi. Khổng Tú Quỳnh sau 2 phút có... mang về 2 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Chúng ta chờ đợi sự trở lại của Osex. Hai lần liên tiếp quá đơn giản, em chỉ cần số 3 là vượt qua rồi. 3 là qua rồi đúng không anh? Qua rồi, 3 là qua. Nhưng mà em sẽ đặt mục tiêu cao hơn thế nữa. 10. 20 triệu mà. Xin mời lên lấy 20 triệu.
chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bắt đầu. Người mắt to và người mắt nhỏ, người nào nhìn thấy rõ hơn? Hai người đều nhìn thấy như nhau nếu như mà không bị cận hay là gì cả. Chính xác. Trời ơi, không những trả lời còn phân tích sâu nữa nha. Khả năng lên 20 triệu là có đó. 20 triệu đấy, 20 triệu đấy. Lan tặng Mai 3 bông, Hồng tặng Huệ 3 bông. Hỏi Lan tặng Huệ mấy bông? Không tặng bông nào. Chính xác. Hai đúng không? Hai đúng không? Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có bao nhiêu chữ C trong câu? Con cua cua con còng cưới con kiến cưới con cua. Con cua cua con còng à, hay con cọc à? Còng. Còng á. Con còng. Con cua cua con còng cua con kiến. Cưới con kiến. Con cua cua con còng cưới con kiến gì ạ? Con kiến cưới con cua. Con kiến cưỡi con cua có 13 13 chữ C. Chính xác. Con chim đà điểu bay cao nhất là bao nhiêu mét? Con chim đà điểu không biết bay. Chính xác. Trường Giang thích đào đất rồi chui xuống ngồi thì gọi là gì? Bốn chữ. Sông ngồi. Lạch hướng ngồi. Trường Giang ngồi. Trường Giang ngồi đất. Thích. Thích. Trường Giang thích ngồi. Trường Giang thích ngồi đất. Giang. Giang nội. Giang nội. Không chính xác. Ôi anh ơi, xuống từ từ anh ơi. Xuống từ từ anh ơi. Em men quá em ơi. Ôi ôi. Thích là ham. Thích mà là ham hả? Ờ. Là vậy men là ham đấy. Trời ơi, thế chứng tỏ là ngoài anh Trường Giang ra thì ai thích như thế thì đáp án nó cũng giống nhau đúng không? Đúng rồi, vậy là đáp án là ham hố. À, thế vấn đề là mình phải để ý đến cái hố chứ mình không để ý đến cái hành động ngồi. Em cứ nghĩ xem là nếu như mà ngồi thì là cái gì? Câu hỏi tiếp theo. Người Hàn Quốc thường không làm gì vào đêm giao thừa. Thế ví dụ như bình thường đêm giao thừa thì chị sẽ không làm gì? Chị sẽ không làm gì? Thì đâu có ngu em. Không ngủ. Chính xác. Mà không ngủ để làm gì đấy? Không ngủ thì thức à? Thức làm gì? Xem pháo hoa. Rồi, chữ gì họ một đế vương thêm g vào cuối nhà hướng lên cao? Thăng, thăng đúng không nhỉ? Đâu có ông vua nào họ Thanh nhá. Họ Thanh. Không ông vua nào họ Thanh cả. Hướng lên. Up. Ôi trời ơi, up và down. Ôi trời ơi. Câu khác đi. Cho em xin trả lời ngay đấy là họ. Họ Triệu đi. Họ Triệu, rồi, không chính xác. Rồi, cho anh câu. Đáp án là tần. Tần. Và tần. Rồi, còn tiếp theo. Rồi, có 8 muối bưởi để trên dĩa. Làm sao để chia cho 4 người mỗi người 2 muối nhưng vẫn còn 2 muối nằm trên dĩa? À, em biết rồi. Thế thì mình sẽ cho một người cái đĩa xong mình cho người ta 2 muối bưởi trên cái đĩa đấy. Đây, đây, đây. Đúng. Có cơ hội được 20 triệu không ạ? Quê hương điện thoại Nokia nằm ở nước nào? Quê hương của Nokia Lào. Là Nokia. Nokia. Mỹ. Mỹ, không chính xác. Rồi, mất 20 triệu rồi. Rồi, đáp án là Phần Lan. Đỉnh núi Olympus được nhắc đến trong thần thoại nước nào? Hy Lạp. Chính xác. Mì gói có trước hay mì? Mì cái gì? Mì gói có trước hay là sau? Mì ly. Cái gì ạ? Mì ly. Rồi, khó trả lời em. Khó trả, khó trả. Thôi 4 câu cũng được nhỉ? Rồi. Thắng là được rồi, thắng là được rồi đúng không? Rồi, đáp án là mì gói có trước. Ờ, em đáng đi trả lời hết rồi. Như vậy là Oset đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Như vậy là Oset mang về 4 hơn mình. Nên tỷ số hiện tại là BD1 và mình vẫn là 0 nhé.